Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đạo Nguyễn. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm máy hút mùi chữ T. Đó là máy hút mùi Kocher K225C. Thì đây là một mẫu máy hút mùi chữ T có thiết kế rất là đẹp và kiểu dáng rất là sang trọng với bảng điều khiển cảm ứng. Thì tôi đã mượn về từ hãng Kocher để mà làm review cũng như là giới thiệu với bạn sản phẩm này. Thì cái video này sẽ coi như là mở đầu cho series về những cái máy hút mùi chữ T kiểu dáng đẹp và công suất cao. Thì cái sản phẩm máy hút mùi Kocher K225C này thì hiện nay đang được bán tại showroom Bếp Lửa Việt với giá là 8.500.000. Thì bạn có thể truy cập vào website bếplửaviet.ve để tìm hiểu về sản phẩm cũng như là mua hàng. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với cái thiết kế của sản phẩm này. Như bạn thấy trên hình ở đây là tôi đang có chiếc thùng của máy hút mùi Kocher K225C. So với những dòng máy hút mùi khác thì vỏ hộp của cái máy này sẽ thiết kế nhỏ gọn hơn và nó cũng có trọng lượng nhẹ hơn hẳn. Chỉ có 14kg so với 17 hay 19kg của những dòng máy hút mùi khác. Mở hộp ra thì ta sẽ có đầy đủ một máy hút mùi, 2 tấm lưới lọc nhôm, 2 than hoạt tính, một ống sun bạc để thoát mùi. Các phụ kiện khác như là thanh treo hay là các con vít để treo máy thì cũng sẽ có đầy đủ. Ngoài ra thì sẽ không có gì thêm nữa. Về phần thiết kế, máy hút mùi Kocher K225C là một mẫu máy hút mùi chữ T sử dụng bảng điều khiển cảm ứng. Phần trước của máy thì sẽ sử dụng lớp kính màu đen cho cảm giác rất là sang trọng. Bảng điều khiển của máy là bảng điều khiển cảm ứng chạm hiện đại. Thực nghiệm thao tác bấm của máy rất là nhạy, âm bàn phím cũng rất là êm. Độ dày của phần khung gom khói này chỉ có 5cm. Đây là một độ dày trung bình, đem đến cảm giác rất là nhẹ nhàng, chứ không nặng nề như là một số dòng máy hút mùi chữ T giá rẻ khác. Toàn thể khung vỏ của máy sẽ được sử dụng inox và phần tôm sẽ được mạ kẽm, đem đến một trải nghiệm rất tốt về mặt thiết kế, đẹp, hoàn thiện cao và inox rất là sáng. Lưới lọc của máy thì sẽ sử dụng loại 2 tấm lưới với kích thước lưới là 307 x 320mm. Đây là một kích thước lưới lớn đặc trưng cho những dòng máy chữ T. Đặc biệt hơn nữa thì lưới này sẽ dùng thêm một lớp lưới inox kẻ caro, đem đến sự chắc chắn cho lưới và tăng độ bền với thời gian so với loại chỉ dùng lưới nhôm. Than hoạt tính theo máy là loại than tròn, tương tự như dòng máy hút mùi kính cong. Loại này rất là phổ biến nên là cũng rất dễ dàng nếu mà bạn muốn tìm đồ thay thế. Tum của máy thì sẽ được trang bị 2 tum, so với những dòng máy khác thì loại này nó hơi khác biệt một chút. Đó là cả hai tôm này đều cùng có một kích thước. Động cơ của máy thì sẽ sử dụng loại động cơ tuabin đôi với công suất động cơ là 190W/giờ và sử dụng cánh quạt bằng nhựa, đem đến khả năng chống ăn mòn rất tốt. Đó là một vài thông tin cơ bản về sản phẩm máy hút mùi Kocher K225C. Tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ đi test công suất và độ ồn của máy hút mùi này để có một cái nhìn tổng thể về sản phẩm. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi test công suất của máy hút mùi. Trong điều kiện thông thường, máy sẽ có công suất hút lần lượt là 8.5m/giây, 10m/giây và 12.2m/giây. Dựa vào đường kính tiết diện của máy hút mùi thì ta có thể tính được công suất của máy hút mùi sẽ lần lượt là 505m³/giờ, 595m³/giờ và 724m³/giờ. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ đi đo độ ồn của máy hút mùi Kocher K225C này. Độ ồn của máy sẽ đo được lần lượt là 49-50dB ở mức số 1, 55-56dB ở mức số 2 và 59-60dB ở mức số 3. Qua thử nghiệm về công suất và độ ồn của máy thì ta có thể nhận định đây là một máy hút mùi có công suất rất tốt. Công suất hút mùi tốt và độ ồn không quá cao cùng với thiết kế đẹp đem đến cho sản phẩm này một thiết kế tuyệt vời. Nếu bạn muốn lựa chọn một sản phẩm máy hút mùi chữ T sang trọng, hút mùi tốt và lại êm thì sản phẩm máy hút mùi Kocher K225C này là một lựa chọn tuyệt vời cho máy hút mùi. Tất nhiên, đây là dòng máy hút mùi chữ T nên nếu như bạn có thể lắp độc lập cho máy được thì tốt, nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu không thì bạn vẫn có thể lắp trong tủ. Tuy nhiên, về mặt thẩm mỹ thì tôi khuyến cáo các bạn nên là lắp độc lập cho máy thì nó sẽ đẹp hơn. Thì đó là toàn bộ những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm Kocher K225C này. Thì nếu như bạn có điều gì thắc mắc thì vui lòng để lại bình luận bên dưới video. Còn nếu mà muốn mua sản phẩm
thì có thể truy cập vào website beplửaviet.vn hoặc ra trực tiếp showroom Bếp Lửa Việt số 386 Cầu Giấy, Hà Nội để mua hàng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video sau.